Hi, Mạnh Kiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình mới về một mẫu mic mới. Đây, cho anh chị em mình xem luôn. Đây là mẫu mic Mark 09 vừa về bên mình xong. Mình nói qua luôn, cái mic này có thể hát được ô tô này, kết nối Bluetooth này, lặng lửa kilogram này. Và chiếc mic này rất là đặc biệt ở một chỗ là kết nối hoàn toàn bằng Bluetooth và âm thanh cực kỳ hay. Cái này nó live stream được anh em ạ. Đây, mình hôm nay rất là mệt nhưng mà hàng nó vừa về thì mình cũng phải quảng cáo cho anh em luôn. Nó có cả live stream, dây live stream, tai nghe này, có cả dây cóc cáp sạc này đầy đủ nhá. Đây, mình cứ vứt như này để cho anh em mình dễ nhìn để giải quyết cho nó nhanh. Đây, cái mic này nó rất là hay. Đây, mình bật điện phát thì nó lên nguồn điện đây luôn rồi. Củ mic rất đẹp, cầm lặng lửa ký, rất chắc tay. Riêng mic này nói thật với các bạn là rất đáng đồng tiền luôn, đáng đồng tiền. Bây giờ mình sẽ review cho anh em mình xem. Đi qua đi em. Cái này nó có cả đài FM này, eco gì vật đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ thử luôn nhá. Mình sẽ kết nối đây. Anh em nhà mình nhìn cho em. Đây đúng sợi dây 3.5. Ra họa xem. Cái này cắm trực tiếp vào loa kéo luôn, chơi luôn vào loa kéo. Mic này mà hát live stream này, còn nó cắm loa kéo này. Nó còn hát cả ô tô đấy. Tí nữa video sau em sẽ làm kết nối ô tô, hôm nay kết nối có chơi loa kéo rồi đấy. Đây. Bây giờ sẽ cắm vào đây nhá. Đây nó sẽ có hai cổng. Anh em nhìn vào đây, quay sát cho em ơi. Đây, cắm trực tiếp vào đây nhá. Rồi. Ok chưa? Bây giờ em bật mic lên này. Em alo thử anh em mình xem vang nào nhá. Alo. 1 2 6 7 1 2 6 7. Anh em thấy vang sâu chưa? Bây giờ kết nối Bluetooth chơi luôn cái bài này luôn. Đây. Kết nối Bluetooth luôn, anh em mình xem chất lượng âm thanh như nào nhá. Alo. Các bạn nghe thấy hay không? Vang sâu chưa? Chưa có một loại mic Bluetooth nào mà kết nối vào loa kéo mà lại không hú. Điều đầu tiên là không hú. Đây, ở đây Bluetooth nó sẽ hiện là K8 anh em ạ. Đây, Bluetooth hiện K8. Đây. Đấy, nó túc phát. Rồi ok. Bluetooth hiện vào K8 anh em ạ. Đây, thử xem cho anh em mình xem luôn nhá. Thử một bài nhạc sống này. Đây. Alo. 6 7 1 2 3. Các bác nghe thấy không? Vang sâu chưa? Tuyệt vời. Mà hát một điều đặc biệt là hát ở gần loa kéo không hú. Không hú một tí nào luôn. Đây các bác thấy chưa? Được chưa? Không hú một tí nào này. Đúng một sợi dây là hát cái loa luôn. Anh em quay cận cảnh cho anh em xem. Đúng một sợi dây là hát cái loa luôn. Đây. Đây thử luôn nhạc loa kéo nhá. Hôm nay rất là mệt nhưng mà phải thử anh em nghe. Đây nhạc vào rất êm luôn. Anh em thấy không? Hát như một lòng say rượu luôn. Alo. Vang sâu rồi. Đã đâu rồi đôi nửa cách đôi nơi, tôi duyên xưa còn hay mơ. Mai chưa người em thôi còn học nữa, hay ra đi từ thua nào. Ngày xưa đó ta hay đón sinh nhau đi. Các bác nghe thấy không? Vang rất sâu. Một chiếc mic mà kết nối được vào Bluetooth này, hát được ô tô này, mọi loa kéo này, rất tuyệt vời anh em ạ. Chấm hết. Chấm hết luôn, không hú tí nào luôn. Alo, 1 2. Được chưa? Anh em thấy cắt hú tốt chưa? 1 2. Rồi. Riêng cái khoản này thôi.
đánh đứt mọi nguồn chuẩn bị rồi. Mình đoán con này 2021 sẽ là mưa ra mic luôn. Âm thanh quá tuyệt vời, quá hay anh em ạ. Anh em thấy hay thì nhớ like, để video sau em sẽ test vào con ô tô luôn nhá. Anh em nhá, thấy hay nhớ like chia sẻ nhá.